Kính chào tất cả quý cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh Tin Tức Tổng Hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị, thì trong tháng 8 vừa rồi mình cũng rất là bận, mình đi công tác rất là nhiều nơi, không có thời gian để cập nhật những cái video cho quý vị thường xuyên. Và bây giờ thì mình cũng được rảnh rỗi một tí rồi, thì bắt đầu tiếp tục cập nhật lại những cái video để quý vị không bị gián đoạn trong cái vấn đề theo dõi thông tin. Để mở đầu cho chương trình của ngày hôm nay là thông tin cũng khá là vui liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump. Mới đây từ tờ Breitbart News đưa tin là tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vẫn không thay đổi sau khi bỏ qua cuộc tranh luận bầu cử sơ bộ năm 2024. Nguồn tin cho biết cuộc khảo sát mới nhất của Morning Consult công bố trong tuần này cho thấy rằng cựu Tổng thống Donald Trump không hề mất đi sự ưu ái nào sau khi quyết định bỏ qua cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa. Cuộc khảo sát cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump vẫn ổn định với 76% cử tri tiềm năng ở vòng sơ bộ của đảng Cộng hòa có thiện cảm đối với ông. Con số đó không thay đổi so với tỷ lệ phần trăm mà ông ấy đã đạt được trong hai tuần qua. Đồng thời, nguồn tin cũng cho biết thêm về cuộc tranh luận trên sân khấu là doanh nhân Vivek đã được 53% có thiện cảm đối với ông sau cuộc tranh luận, mặc dù 13% nói rằng họ chưa biết, chưa nghe nói về ông. Hiện tại 19% cũng cho biết quan điểm không thuận lợi đối với ông. Đồng thời, nguồn tin cũng cho biết thêm tất cả trừ hai ứng cử viên trên sân khấu tranh luận ở Milwaukee tuần trước đều được đánh giá tương đối tích cực, bao gồm cựu phó tổng thống Mike Pence, cựu thống đốc Nam Carolina là Nikki Haley và thượng nghị sĩ Nam Carolina là Tim Scott. Tuy nhiên, 48% có quan điểm không thiện cảm với cựu thống đốc bang New Jersey là Chris Christie, so với 22% có quan điểm thuận lợi. 1/4 cũng có quan điểm không thuận lợi với cựu thống đốc bang Arkansas là ông Asa Hutchinson, so với 17% có quan điểm không thuận lợi, so với 17% có quan điểm thuận lợi. Và điều đáng chú ý ở đây, mặc dù Mike Pence đang nổi lên với mức độ ưa thích, nhưng 40% cử tri tiềm năng của đảng Cộng hòa vẫn có cái nhìn không thiện cảm đối với ông, so với 46% những người không ủng hộ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy câu chuyện do các đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra. Những người tin rằng ông đã đưa ra quyết định đúng đắn khi bỏ qua cuộc tranh luận trên Fox News, thay vào đó thúc đẩy vào một cuộc phỏng vấn độc quyền của ông với Tucker Carlson. Cuộc phỏng vấn này đã được diễn ra 5 phút trước cuộc tranh luận. Và trong khi đó, Trump cũng tiếp tục chế nhạo những người thách thức ông trên mạng xã hội, đặc biệt là nhấn mạnh cuộc thăm dò thực sự tồi tệ dành cho Ron DeSantis. Thưa quý vị, thì qua cái thông tin vừa rồi, mình cũng hoàn toàn đồng ý với những cái quan điểm cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump bỏ qua cái cuộc tranh luận này là một cái việc làm đúng đắn. Và theo cái suy nghĩ riêng của mình là tất cả những ai có một cái nhìn bình thường thì họ đều biết rằng cựu Tổng thống Donald Trump là một cái phương thức duy nhất để chữa trị những cái bệnh tật cho nước Mỹ hiện thời. Vì lẽ đó thì không có một cái ứng cử viên nào khác chúng ta có thể đề cập đến ngoài cựu Tổng thống Donald Trump. Nên cái việc mà tranh luận bầu cử đối với cựu Tổng thống Donald Trump có lẽ không cần thiết, vì chúng ta biết cựu Tổng thống Trump là ai và những cái tiêu chuẩn của ông là gì. Và đồng thời thì theo mình nghĩ cũng là lúc tất cả các đảng viên Cộng hòa tập trung lại, quên đi các cuộc bầu cử tranh luận sơ bộ, mà họ nên đứng sau cựu Tổng thống Donald Trump ngay bây giờ cho cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 tới đây. Tiếp theo sau đây cũng là thông tin liên quan tới cựu Tổng thống Donald Trump. Mới đây từ tờ The Gateway Pundit đưa tin là cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố về bức ảnh chụp của mình, gọi bản cáo trạng là nhảm nhí. Và đồng thời ông cũng cho biết rằng chiến dịch của ông đã huy động được hơn 10 triệu đô la. Nguồn tin cho biết là cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố bằng video vào hôm thứ Năm, chỉ trích đảng Dân Chủ Cộng sản ở Atlanta và thông báo những chiến thắng lớn về tài chính cho chiến dịch tranh cử sau vụ bắt giữ ông ở Atlanta vào tuần trước. Cựu Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh số tiền gây quỹ khổng lồ của ông hơn 10 triệu đô la kể từ khi bức ảnh được chụp vào tuần trước, và nói rằng nỗ lực của phe cánh tả cực đoan nhằm khiến ông trông giống như một tội phạm và điều này hoàn toàn phản tác dụng. Theo Fox News đã đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump đã huy động được hơn 9,4 triệu đô la kể từ khi được xử lý và chụp ảnh chân dung ở quận Fulton, Georgia vào tuần trước, nâng con số gây quỹ chiến dịch Trump trong tháng 8 lên hơn 20 triệu đô la. Và sau đây là những gì cựu Tổng thống Donald Trump đã nói. Đó là sự can thiệp bầu cử, nó được dàn dựng bởi chú Bảy Đờn gian lận. Vị Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta, cùng với chính quyền ngầm, những cáo buộc chống lại tôi là những vụ kiện nhảm nhí mà quý vị đã thấy nó đang bay khắp nơi. Is there anyone on the planet that doesn't know what I look like? I wish there were some people like that that'd be very nice for me.
And yet for some reason the communist Democrats in Atlanta made a mugshot of me. That's a mugshot because I said the election was rigged. Có ai trên hành tinh này không biết tôi trông như thế nào? Tôi ước gì có vài người như thế. Điều đó sẽ rất tốt cho tôi. Tuy nhiên, vì lý do nào đó Đảng Dân Chủ Cộng sản Atlanta đã chụp ảnh tôi. Đó là một sai lầm lớn vì tôi đã nói rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. Và tôi tin điều đó hơn bao giờ hết. Đó là một cuộc bầu cử gian lận. Tất cả chúng ta đều biết lý do tại sao. Và chúng ta đã biết họ đang làm gì. Và chúng ta chắc chắn hiểu điều đó. Nhưng tôi biết tôi là tổng thống yêu thích của quý vị. Và họ khiến tôi trông giống như một tội phạm. Nhưng điều đó hoàn toàn phản tác dụng như quý vị có thể đã nhìn thấy. Kể từ khi ảnh chụp của tôi được phát hành, chiến dịch của chúng ta đã quyên góp được hơn 10 triệu đô la. Mọi người hiểu được nó. Mọi người biết đây là một sự giả tạo và lừa đảo. Đây không gì khác hơn là sự can thiệp vào cuộc bầu cử. Họ muốn can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta. Vì vậy, họ có thể cố gắng gây tổn hại cho tôi bằng tất cả những điều kiện nhảm nhí mà quý vị đã thấy nó đang bay khắp nơi. Nhưng đó là sự can thiệp vào bầu cử. Nó được dàn dựng bởi chú Biden gian dối, vị tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng ta, cùng với chính quyền Ngam. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, nó sẽ lại phản tác dụng khi chúng ta giành lại Nhà Trắng và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tôi xin cảm ơn tất cả những sự hỗ trợ to lớn của quý vị, và đó là những gì chúng ta đang có. Nếu quý vị muốn bức ảnh chụp của tôi thì hãy có nó, hãy vui với nó. Tôi tin rằng mọi người sẽ thích nó. Thưa quý vị, thì qua cái thông tin nói về cái bức ảnh chụp của cựu Tổng thống Donald Trump, thì đây cũng là một cái bức ảnh chụp chưa ai từng thấy trước đây. Cái bức ảnh chụp này là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất thế giới và cũng có thể là mọi thời đại. Và rất là nhiều người họ cho rằng cái bức ảnh này là có giá trị hơn 10 triệu đô la. Và đồng thời cái bức ảnh này nó cũng chứng minh được là cựu Tổng thống Donald Trump là một cái người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới. Và cho đến nay thì tất cả như chúng ta đã biết và thấy được là ông là một cái vị tổng thống nổi tiếng nhất trong lịch sử của các thời tổng thống, không riêng gì Hoa Kỳ mà cả thế giới. Còn lại những cái vấn đề khác như những cái bản cáo trạng nhảm nhí thì mình tin rằng nó sẽ không có giá trị. Và như quý vị cũng đã biết, cựu tổng thống Donald Trump là một cái người theo một cái trường phái thực tế, vì ông tin rằng không có cái gì gọi là dư luận xấu. Và điều đó chứng minh ông ấy đúng. Ông ấy coi những cái điều tồi tệ mà xảy ra đối với ông là một sự nhảm nhí. Thì như chúng ta biết rằng là mỗi một khi mà họ đã buộc tội ông thì cái sự nổi tiếng của ông ngày càng tăng thêm và chiến dịch của ông ngày càng giàu mạnh hơn. Thưa quý vị, thì dù cho một cái tình huống tồi tệ nhất nào đó là cựu tổng thống Donald Trump có thể bị kết án hoặc là bị giam cầm bởi một cái hệ thống tư pháp tham nhũng nào đó, nhưng chắc chắn là cựu tổng thống Donald Trump sẽ được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ và chắc chắn ông sẽ tự thoát ra khỏi những cái sự giam cầm đó. Và đó cũng là cái lúc mà ông sẽ loại bỏ tất cả những cái thành phần mà coi như gây hãm hại cho ông, hoặc là những cái thành phần mang lại những cái khó khăn cho ông trong cái chiến dịch của ông mà ông đã từng đề cập đến. Cho nên quý vị an tâm, tất cả những cái bản cáo trạng nhảm nhí này thì nó chỉ sẽ tiếp tục làm cho ông mạnh mẽ hơn. Và càng tệ hơn thì họ sẽ làm cho càng nhiều người mà trước đây họ vẫn còn ngồi im lặng chưa biết phải ngã ngủ về đâu, thì tất cả những người này chắc chắn họ sẽ tỉnh giấc và họ ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump với những cái việc làm không có sạch sẽ đối với họ. Thì từ cái chỗ đó cựu tổng thống Donald Trump được cái sự ủng hộ mạnh mẽ hơn, và tất cả những cái người trước đây họ còn nằm trong cái vấn đề phân dân thì họ sẽ trở thành những cái người mega. Thưa quý vị, thì mình cũng đã từng nói trong tất cả những cái bản tin của mình, những cái việc làm mà không có trong sạch đối với họ thì đều phản tác dụng. Và những khi mà một khi những cái sự phản tác dụng này nó đã xảy ra thì tất cả những người này phải chịu những cái hậu quả rất là nghiêm trọng trong tương lai. Thưa quý vị, thì sẵn đây mình cũng thông báo rằng khi quý vị thấy khi mà mình cập nhật lên những cái video bằng phụ đề thì có nghĩa là mình đang đi công tác xa, không có ở nhà, cho nên không có cái điều kiện mà để thu được những cái thông tin bằng tiếng. Thường thì khi mà mình đi công tác xa, mình thấy những cái thông tin nóng bỏng cần để quý vị được biết thì mình chỉ làm đỡ những cái video với phụ đề thôi. Nhưng mà khi mà mình trở về nhà thì mình sẽ thâu thanh lại những cái video để quý vị nào không thể nhìn thấy được những cái chữ mà nó chạy trên những cái video vẫn xem và nghe được những cái video của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.